Rồi, ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. The Legend of Neverland đã chính thức ra mắt vào 10 giờ sáng ngày hôm nay. Một cái con game được mệnh danh là bản Genshin Impact Live em nhá. Và trong cái video ngày hôm nay, kênh Review Game sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách tải cái tựa game này trên hai hệ điều hành Android và iOS. Tựa game này hiện tại thì khi mà tải về nó sẽ hỗ trợ chúng ta ngôn ngữ tiếng Việt, có ngôn ngữ tiếng Việt cực kỳ ngon cho anh em luôn. Nhưng mà không phải là chúng ta có thể là tải cái tựa game này dễ dàng đâu. Tại vì IP của chúng ta hiện tại thì vẫn chưa tải được em nhá. Để mà tải được cái tựa game này, đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em trên iOS trước. Tại vì iOS thì nó hơi khó một tẹo nha. iOS thì nó hơi căng một tẹo, do đó là mình sẽ tải trên iOS trước. iOS trước thì đầu tiên là khi mà chúng ta lên App Store của Việt Nam ấy. App Store của Việt Nam tìm The Legend này. Đó thì chúng ta tìm thì tựa game này nó sẽ không có đâu anh em nha. Và chúng ta buộc phải chuyển vùng sang cái khu vực. Và chuyển vùng như thế nào thì anh em click vào cái phần avatar của tài khoản anh em, sau đó thì anh em click vào cái tài khoản của anh em luôn. Sau đó thì anh em hãy nhập cái iCloud ấy. Cái iCloud này tùy nha, mình phải nhập vào rồi. Chờ nó một xíu thì nó sẽ load để mà chúng ta có thể là tiến hành chuyển vùng iOS sang cái khu vực mà cái tựa game này có thể tải được. Tải được mà chúng ta cũng có thể là chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Việt khi mà chúng ta vào game em nhá. Yên tâm thoải mái luôn. Ở đây thì anh em hãy chọn quốc gia và vùng cho mình. Tiếp theo anh em hãy click chọn vào phần đổi quốc gia, anh em chọn cho mình đó là Malaysia. Tìm cho mình cái khu vực đó là Malaysia ở khu vực C của chúng ta. Ở khu vực châu Á của chúng ta thì đã chơi được, nhưng mà Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa chơi được. Chắc là đang xin cái vấn đề về chính phủ anh em nhé. Malai này. Xin về giấy tờ lằng nhằng nên hiện tại thì Việt Nam chúng ta phải chờ một thời gian ngắn nữa thì mới có thể là chơi được em nhé. Chọn năn cho mình và ở đây thì anh em hãy ghi đó là Hà Nội. Ở đây Hà Nội tiếp cho mình. Postcode ở đây anh em hãy lựa chọn cho mình cái số đó là 75450. Sau đó thì ở city ở đây ghi Hà Nội hết cho mình. Ở đây thì anh em hãy ghi đó là Canron. Canron ở đây có không nhỉ? Ở đây có cái khu vực Canron gì hay không? Ở đây này. Cái khu vực này anh em này. Đó. Anh em hãy lựa chọn cho mình nha. Sau đó thì anh em nhập số điện thoại của anh em vào. Ok, sau đó thì anh em ấn tiếp theo cho mình nha. Chắc là xong rồi đấy. Chắc là sang được Manai rồi đấy. Chờ nó một xíu. Đấy mà nó báo lỗi thì nó đã đỏ hỏn lên rồi. Nhưng mà đây đã xong rồi em nhé. Đó thì chúng ta đã hoàn thành cái việc mà chuyển vùng sang Malaysia để mà tải cái tựa game này. Lưu ý là anh em làm chuyển vùng ở trên iOS thì anh em phải làm liền mạch cho mình nhá. Anh em không được thoát ra. Anh em không được thoát ra để mà tìm cái mã vùng đâu, mà anh em phải viết sẵn cái mã vùng ra giấy rồi. Sau đó thì làm liền mạch cho mình. Chứ anh em mà thoát ra mà tìm cái mã vùng là chắc chắn là nó sẽ bị lỗi nha. Và chúng ta phải làm lại từ đầu. Và bây giờ thì anh em hãy tìm cho mình cái tựa game đó là The Legend. Đây, Neverland này. Chúng ta đã có cái tựa game này rồi. Và bây giờ thì anh em chỉ cần get cho mình. Đấy, get để mà tải cái tựa game này về cho mình thôi. Sau đó thì ấn cài đặt cho mình nha. Đó thì chờ nó cài đặt cái tựa game này. Tải cái tựa game này về. Còn ở trên Android thì cái tựa game này tải như nào? Android thì nó dễ hơn rất là nhiều so với iOS. Android thì anh em chỉ cần truy cập vào cái trình duyệt web của anh em. Sau đó thì anh em hãy truy cập vào cái website đó là tab.io. Tab.io nhá. Ở trên CS Play thì chúng ta buộc phải fake IP, nhưng mà fake IP nó hơi lằng nhằng nên chúng ta cũng không ham gì cả. Tội gì mà anh em không lên TapTap để tải. Anh em click vào cái phần download cho mình để mà download cái APK của TapTap về nha. TapTap này thì APK của nó, dung lượng của nó rất là nhẹ. Download xong rồi này, anh em click vào cái file APK của TapTap sau khi mà anh em đã cài đặt thành công. Đã tải thành công chứ. Sau đó thì chờ một xíu thì nó sẽ cài đặt cái ứng dụng này và anh em ấn cho mình cái từ cài đặt nha. Ấn cho mình cái từ cài đặt thì TapTap nó sẽ tự động cài đặt cái app này cho anh em. Sau khi mà cài đặt thành công thì chúng ta chỉ cần truy cập vào cái ứng dụng đó. Và đây cái icon của TapTap đây. Anh em click vào cái icon đó thì chúng ta sẽ truy cập vào cái ứng dụng TapTap của anh em. Đó. Và anh em chỉ cần lựa chọn đó mình đó là cái từ ranking. Hiện tại thì cái tựa game này đang đứng top 1 nha. Đang đứng top 1 tại thị trường Việt Nam chúng ta. Hoặc là anh em cũng có thể là tìm kiếm nếu mà ở trên cái top của nó mà không có The Legend này. LD đây, Neverland đây. Anh em click vào đó nha. Sau đó thì nó sẽ có cái tựa game này và anh em chỉ cần click cái từ cài đặt cho mình nha. Cài đặt cái tựa game này thì dung lượng của nó khoảng 84MB, đấy là file APK. Còn khi mà anh em download data nữa thì khoảng tầm 1GB nha. Khoảng tầm 1GB cái dung lượng data. Đó, thì hiện tại là chúng ta đã có thể là tải được cái tựa game này rồi. Và đối với sau này khi mà được thông qua cái giấy tờ ở Việt Nam để phát hành tại thị trường Việt Nam với trung gian là một cái nhà phát hành tại thị trường Việt Nam thì cái tựa game này có thể là tải được ở trên CS Play và Apple Store.
của Việt Nam chúng ta mà không cần phải fake IP, không cần phải tải qua cái ứng dụng app thứ ba, không phải chuyển vùng gì cả. Đấy thì không biết là bao giờ thì nó sẽ phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam, chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian sắp tới nhé. Và mình sẽ update liên tục ở trên kênh của mình. Anh em nhớ theo dõi kênh, ấn đăng ký, ấn chuông để mà không bỏ lỡ cái video về cái tựa game này nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm về gameplay về con game này anh em ơi. Ok, và đây là màn hình chọn nhân vật, chỉnh sửa nhân vật của chúng ta. Và anh em có thể thấy ở đây là toàn bộ cái ngôn ngữ đã được thêm ngôn ngữ tiếng Việt rồi nha. Đã có ngôn ngữ tiếng Việt rồi anh em ạ. Đấy thì ở đây anh em có thể là lựa chọn bất kỳ, chỉnh sửa mọi thứ ở đây nha. Tùy vào sở thích của anh em về mặt mũi, mắt, tai các thứ. Và ở đây thì nó đã chuẩn cái khung của mình yêu thích rồi, nên mình sẽ không chỉnh sửa lại nhiều đây anh em nha. Đó, để mà tải được cái tựa game này trên giả lập thì mình để cái link tải dưới phần mô tả của video để mà tải cái file của cái ứng dụng giả lập này em nhé. Link tải dưới phần mô tả, anh em click vào đó để mà tải giả lập về mà chơi. Chơi giả lập thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, tại vì là thì giả lập nó sẽ đỡ bị lag, kèm theo đó là cái giả lập của chúng ta thì nó sẽ đỡ bị hao pin hơn. Đó, màu sắc áo mình thích màu vàng, giày thì mình sẽ sử dụng màu đỏ đi. Rồi, ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vào game luôn. Đó, thì đây là cái màn hình chính của chúng ta anh em nhé. Màn hình chính khi mà chúng ta bắt đầu vào làm quen với tựa game này. Ở đây thì để mà chơi được cái tựa game này trên giả lập thì anh em hãy tắt cho mình cái Việt Key đi này. Kèm theo đó là anh em hãy set up cái phần tóc pad để mà di chuyển nha. Phần tóc pad để di chuyển. Đó, thì ấn lưu vào đây cho mình. Và chúng ta bắt đầu di chuyển cái tựa game này. Đấy, di chuyển rất là mượt mà luôn. Let's go. Bỏ qua đi, mình sẽ bỏ qua cốt truyện nha. Mình sẽ đặt tên đó là review game. Rồi, ok. Bắt đầu di chuyển nào. Đây là hướng dẫn đầu cho anh em. Và tôi bỏ qua đi. Hướng dẫn đầu rất là sốt ruột. Bỏ qua tiếp này. Mình sẽ vào luôn gameplay chính của cái tựa game này. Chứ còn hướng dẫn thì nó hơi bị lằng nhằng và mình cũng không thích xem cốt truyện lắm. Và đây là cái giao diện chính của chúng ta. Hiện tại thì mình vào phần setting thiết lập này. Sau đó thì mình sẽ lựa chọn cái chất lượng. Ở đây thì toàn bộ đều mắc hết nha. Toàn bộ đều cao hết. Kèm theo đó là ở đây nó có cái phần cài đặt ngôn ngữ. Anh em có thể là click vào đó và lựa chọn cái ngôn ngữ Việt Nam. Voice thì chúng ta có cả voice tiếng Việt luôn à. Căng quá nhỉ. Đấy, voice tiếng Việt luôn anh em nhá. Cực ngon cho anh em luôn. Và anh em có thể là vào đây để mà trải nghiệm cái tựa game này. Vào đây để có thể là chỉnh được cái ngôn ngữ về tựa game này nhá. Đấy, ấn vào phần thiết lập. Anh em click vào cái dấu gạch ngang, ba cái gạch ngang này. Sau đó thì click vào phần thiết lập phía dưới cạnh thư này. Sau đó thì anh em hãy kéo sang cái ngôn ngữ và lựa chọn cái ngôn ngữ tiếng Việt. Ở đầu tiên nó là cái text giao diện thì nó sẽ là toàn bộ cái ngôn ngữ tiếng Việt. Ở đây là cái voice của nó thì lại khác nha. Voice thì để Nhật cho nó ngoai, cho nó sướng. Đấy, và bắt đầu chúng ta cùng trải nghiệm cái tựa game này. Con game này thực ra thì bảo là đối đầu với lại Genshin Impact, nhưng mà thực sự là với cái giao diện và đồ họa như này chắc là rất là khó. Con game này nó giống như các cái tựa game nhập vai khác ở trên thị trường thôi, chẳng khác cái quần què gì cả. Không khác một tí gì anh em nha. Nó chỉ là mang danh của một cái tựa game với cái tên nó rất là ra gì thôi. Chứ thực ra thì gameplay nó không khác gì so với các cái tựa game nhập vai có ở trên thị trường hiện tại, nhập vai thế giới mở có ở trên thị trường hiện tại. Ở đây chúng ta có thể là lựa chọn class nhân vật này. Nó sẽ cho anh em lựa chọn class nhân vật nha. Và anh em có thể là lựa chọn bất kỳ. Và hiện tại thì nó mới hỗ trợ chúng ta 4 cái class nhân vật, gồm thợ rèn này, chúng ta có thêm học giả này, chúng ta có thêm cung thủ, và chúng ta có, ở đây có thêm cả kiếm sĩ nữa. Và mình sẽ lựa chọn học giả nha. Ấn chọn đồng ý cho mình và ấn đồng ý. Ok, chúng ta có pháp sư. Pháp sư chiêu thức của nó sẽ lộng lẫy hơn. Đó, khá là lộng lẫy anh em ạ. Bỏ qua đi. Con game này nếu mà có gift code, có code của cái tựa game thì mình cũng sẽ làm video để mà gửi đến cho anh cái gift code. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy đâu cả. Chưa thấy có cái gift code anh em ạ. Có thì mình sẽ có video ngay để mà cho anh em có thể nhập vào nhận quà. Anh em nào không biết ở đây có ai biết cái gift code của cái tựa game này thì hãy comment phía dưới giúp mình nhá. Để mà mình tổng hợp lại gửi đến cho anh em mà chơi cái tựa game này nó dễ dàng hơn. Chương đầu. Cái này nó không zoom sâu vào được nhỉ. Cái này không zoom sâu vào được à. Có quà. Rồi, ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Để mà trải nghiệm cái tựa game nó sâu hơn thì có thể là tải về và trải nghiệm nha.
Hiện tại thì mình chủ yếu là show cho anh em cái cách tải cái tựa game này và chuyển cái ngôn ngữ sang tiếng Việt thôi. Còn gameplay thì mình cũng sẽ có ngắn ngắn như thế này thôi, để mà cho anh em có cái nhìn toàn cảnh nhất về tựa game này. Link tải ở dưới phần mô tả của video nha. Nếu mà thấy video của mình có hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nhớ đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất nào từ kênh Review Game. Và khi nào mà ra mắt cái bản Việt Nam chính thức tại trường Việt Nam chúng ta thì mình sẽ có cái video giới thiệu cho anh em. Ok, một lần nữa thì chúc anh em chơi cái tựa game này vui vẻ và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo nha. Bye bye.